Market Shizuka. Nó Con con bạn. chào. Rồi, Suzu vẫn đang nghe đẹp thế chào mọi người. Đã quay trở lại với kênh của kênh Family Vlog của hai mẹ con mình. Suzu Family Vlog. Mọi người ơi, hôm nay Suzu đeo cái tai nghe, cái bịt tai rất là đẹp nha. Con quay hẳn lên đây cho mình chiêm ngưỡng. Trời ơi, bịt tai quá trời. Con đọc sách cho mọi người nghe. Đọc sách Bảo Bình Thiên Yết Song Tử. Đây là cái gì? Lớp học mật mã à? Mật ngữ. À, mật ngữ. Nghĩa là ngôn ngữ mật đấy. Mật mã thì kiểu gì thì cũng chứ lớp học mật mã thì cứ như chả có ai mẹ.